Bạn đâu nhu cầu mua ARK Liên Quân, ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, ghé ngay shopriaki.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Riaki mình, shopriaki.vn, cực uy tín, giá siêu rẻ. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki mình. Và ngày hôm nay thì bên Ga nào sẽ cho chúng ta đó là quả sự kiện là sở thú, vòng quay sở thú, vòng quay thủ sớ. Vòng quay sở thú anh em ạ. Thì trong vòng quay sở thú này nó sẽ có những cái đồ thú ra lại, ví dụ như là bộ panda này, hay là gói gà bông súng xính. Cái bộ này là bộ mới. Cái bộ gà bông súng xính này là chưa ra mắt ở server Việt Nam bao giờ, nhưng mà bên server nước ngoài, cụ thể bên server Thái Lan, thì nó là đồ free. Tiếp theo là cún con ngổ ngáo áo ba lỗ bóng đi biển. Đấy, nói chung là đồ đạc khá là nhiều. Đấy, đồ đạc khá là tươi anh em ạ. Và ngoài ra chúng ta có thể nhận được đó là cái kim cương nữa. Đấy, đến từ cái vòng quay này. Vòng quay này, thật ra nó là con lươn. Vòng quay con lươn trá hình thôi. Vòng quay con lươn trá hình. Anh em thấy xịn không? Trong này nó sẽ đổi cho chúng ta cả cái đầu Shiba ngủ ngáo với dép Shiba ngủ ngáo các kiểu ra điều. Ngoài ra thì có hai cái hộp đả nữ viễn Tây và hộp năm mới 2021 nữa. Ok con dê. Tích cực quay tay, vận may sẽ tới thôi. 99 im cương, 99 im cương mà tích cực quay tay, vận may có tới. Ui xù, ui xa ngay được quả áo ba lỗ mèo hung hăng. Áo ba lỗ mèo hung hăng. Xời. Được của nó luôn. Như vậy là được một đồ đầu tiên. Ui xù, ui xa, ra quả lựu bóng đi biển này tôi có rồi mà. Này cái này tôi có từ hồi xưa rồi mà. Và được của nó anh em ạ, được của nó đấy. Và cái này nó sẽ tự quy đổi thành cái huy hiệu mà chúng ta cần, cho nó sẽ không quy đổi ra thẻ đỏ nữa. Như vậy cái này chúng ta đỡ mất một slot, đỡ bực mình. Hơi lại dù C3 bong bóng. Đấy, bên Anna họ bắt đầu cập nhật giống như là bên server nước ngoài. Bên server nước ngoài cũng thế. Bây giờ nếu mà chúng ta quay ở trong một cái vòng quay nào đấy mà ra một cái đồ trùng ấy, tự nó sẽ đổi thành huy hiệu. Úi xôi, ba lô cún ạ. Và quả ba lô từ 1 tỷ năm trước rồi. Quả ba lô cũng từ 1 tỷ năm trước rồi anh em ạ. Và chúc mừng dù C3 bong bóng, được của nó đấy. Dù C3 bong bóng anh em ạ. Và thật ra được 4 huy hiệu rồi. Được 4 huy hiệu rồi. Chúc mừng tiếp nào. Pop pop. Vãi à, pop pop vãi trưởng. Và mèo ba lỗ hung hăng. Đấy, nào tiếp tục quay tay, vận may. Ui lại ra ba lô cún anh em ạ. Ra luôn thẳng bộ đồ thôi mà. Ra luôn thẳng bộ đồ cậu xem áo. Và ra luôn thẳng bộ đồ tôi xem cho nó tươi áo. Và ra một cái huy hiệu bánh. Và lại ra ra hai huy hiệu bánh này, một cái quả lựu cộng thêm một ba lô, nên phải ra hai huy hiệu bánh. Tức là cái vòng quay này nó hay hơn vòng quay con lươn. Ở vòng quay này gọi là vòng quay con lươn nâng cấp đi. Là chúng ta có thể ra tới hai huy hiệu trong cùng một lượt quay. Còn ví dụ vòng quay con lươn cũ ấy là cứ 10 lần thì chỉ ra là một huy hiệu là duy nhất thôi. Đấy, nhưng mà cái vòng quay này tôi sẽ gọi là vòng quay con lươn lịch sự. Đấy, vòng quay con lươn nâng cấp. vòng quay lươn xịn anh em ạ. Và vòng quay lươn không lươn lẹo. Ok, đổi được bộ gà bông súng xính rồi. Đấy, bộ này trông khá đẹp. Bộ này trông khá đẹp. Bộ này thì đợt trước ra cùng với cái bộ gấu mèo ấy, nó nằm ở trong cái team đại chiến con gấu đỏ, con gấu mèo, con gấu trúc Bắc Mỹ ấy, cộng thêm là con gà ấy. Nó có cái ba có cái bông keo đấy anh em nhớ không? Tức là có một con gà cộng thêm với một con gấu trúc Bắc Mỹ mà nó oánh nhau ấy. Đấy, thì cái bông keo này nó sẽ là theo cái style đấy. Đấy, nó theo cái theme đấy anh em ạ. Và nói chung là cũng khá là buồn cười. Đấy, nói chung là mấy cái đồ này cũng khá là buồn cười. Anh em thấy ạ. Ok, tôi đổi qua nhân vật Luna để tôi dùng. Mấy hôm nay nhà tôi nó vẫn sửa chữa các kiểu anh em ạ. Bên cạnh nhà tôi nó cứ gõ phải khoan, khó chịu thật sự luôn thề. Mà đấy là nhà mình còn có cách âm đấy. Nhà mình mà không có cách âm thì không biết như nào anh em ạ. Nhà mình không có cách âm thì có mà toang. Đấy, toang toang luôn. Gọi là bung luôn. Nhưng mà may là có cách âm nên là nó cũng đỡ. Ok con dê. Tích cực quay tay, vận may sẽ tới nào. Và ui xồi. Và đây là cái ba lô. Và bây giờ mình đeo cái ba lô nào cho nó phù hợp nhỉ? Tôi nghĩ là đeo ba lô con gà nó sẽ trông nó sẽ ok la hơn. Đấy, đeo ba lô con gà nó sẽ khá là ổn. Đấy. Ok, xem là ba lô con gà của tôi đâu nhỉ?
Đấy, ba lô quả, ba lô con gà đấy, ba lô máy ướp trứng. Đấy, chuẩn luôn anh em ạ. Đúng là kiểu sinh ra để mặc với cái bộ đồ ấy luôn. Đấy, sinh ra mặc bộ đồ ấy luôn. Chất. Đấy, chất như nước cất. Ok, nhưng mà chắc chắn là không thể chất bằng tai nghe đến từ Riaki Store. Anh em đang có nhu cầu mua tai nghe, mua các loại phụ kiện thoại trên Riaki Store, đừng quên ghé qua, đó là Riaki Store HN, Riaki Store HCM trên Shopee. Nơi đây bán rất nhiều mẫu tai nghe cách âm chống ồn, tai nghe giúp chúng ta chơi Free Fire, chơi Liên Quân, chơi các tựa game trên di động ok hơn. Mua một tai nghe tặng ngay một con mini Lego, mua một quả tản nhiệt tặng ngay một bao tay Memo nha anh em nhá. Đấy, đường link tham khảo mình để trong phần ghi mô tả dưới phần comment. Ok, chúng ta sẽ có một số những cái hé lộ thông tin mới liên quan đến OB39. Mà từ từ đã, tôi phải thịt mấy cái thằng này đã. Đây, đây bộ trang phục về rất phong cách nữ sinh. Đây, phong cách nữ sinh đi học. Đây, nữ sinh đi học này anh em. Anh em thấy quả nữ sinh đi học nhìn chất không? Chất lừ luôn, lại bảo không chất đi, chất lòi luôn. Bộ này ở bên server nước ngoài nó ra lâu lâu rồi, ra độ tầm tháng từ phiên bản trước, ra độ 2 tháng rồi sao ấy. Đấy, mà Việt Nam thì om 3 cây, đợi bây giờ mới ra. Ui giời, team mình bắn kinh ấy nhở. Team mình làm phát mấy cháu rồi. Ui giời, hay quá. Team mình làm phát mấy cháu rồi. Ui, làm sao. Ui giời, team mình bắn hay thế nhở. Không, team mình bắn hay này thì sao ạ? Mình lại không có cơ hội được thể hiện. Team mình bắn hay này thì mình lại không có cơ hội được thể hiện rồi. Hắm rồi. À, lại không có cơ hội được thể hiện rồi anh em. Buồn sương sương rồi anh em ơi. Làm ngay quả MP40 lên thịt đối phương. Làm ngay quả MP40 thịt luộc cho nó luôn. Lên thì luộc nó ngại gì va chạm. Sao cái hành động vừa rồi ấy, tôi dùng một cái là nó đi vào trong tường luôn anh em ạ. Nó đi vào trong tường luôn, ảo thật đấy. Và xuyên tường luôn. Vào đây chơi. Và từ tôi vào đây tôi chơi phát. Từ đấy, nấp đây, uy tín. Anh em thấy con nhân vật của mình đeo đội mũ con gà. Và chả hiểu sao nữ sinh lại đội mũ con gà. Nữ sinh lại đội mũ con gà, ảo thật đấy. Và một pha đẩy lên đến vị trí Urika kia. Đây rồi. Tiểu thư nó bắn bên kia của hoàng tử bé, tiểu thư các kiểu. Mày làm sao, một viên vào đầu. Làm sao, quay keo. Quay keo tròn. Rồi bơm máu xong mới ra thôi. Quất nó thôi. Địch của nó một thằng. Sao trận đấy dễ nhỉ? Chả hiểu sao từ lúc lên rank huyền thoại bắn dễ thật sự ấy. Cứ cảm giác cái rank huyền thoại bắn dễ hơn cả lúc mà bắn ở rank kim cương. Đấy, nó bắn rank kim cương còn gặp khó khăn. Đấy, lại thắng thôi anh em ạ. Ok. Hé lộ một vài thông tin liên quan đến OB39 thì đây sẽ là cái bộ trang phục đầu tiên của thẻ vũ cực của tháng 4. Không biết là thứ tự của thẻ vũ cực như nào, thẻ buya như nào, nhưng mà đây sẽ là cái thẻ buya mà theo phong cách cá vàng. Theo phong cách cá vàng, theo phong cách gọi là thủy hải sản. Phong cách gọi là thủy hải sản anh em nhá. Thì chúng ta thấy bộ trang phục đồ nam trông khá đẹp, cộng thêm với cả áo thì nó sẽ có các cái biểu tượng đến từ cá các kiểu, và sẽ có hiệu ứng con cá vàng bay xung quanh người. Đấy, thì đây sẽ là thẻ buya mùa tiếp theo. Đấy, trong ngày là Free Fire, không biết có phải đúng mùa tiếp theo không. Ôi giời, sao thì ăn ra phát ăn phát viên đạn mất luôn mả máu ạ. Phải trưởng vào vườn. Chắc nhiều nó bắn mình bằng cái súng gì vẫn chết nhanh ấy nhở. Và vãi trưởng. Tiếp theo là một bộ trang phục theo phong cách siêu anh hùng. Đấy, siêu anh hùng. Đấy, có hình hai mũi tên đỏ và xanh. Thì cái bộ này tôi không hiểu nó là kiểu gì, nhưng mà trông nó như kiểu một phong cách siêu nhân ấy. Đấy, phong cách siêu anh hùng anh em ạ. Phong cách này trông hơi lạ, nhưng mà bộ đồ này trông cũng hay. Đấy, trông hay đẹp đẹp. Phong cách kiểu một chiến binh, một siêu anh hùng gì đấy. Trông khá chất, chất như nước cất. Thì đây có thể sẽ là thẻ buya của tháng 5. Đấy, mình chưa biết thứ tự các thẻ buya như nào nha anh em nhá. Đấy, và tiếp theo chúng ta sẽ có một bộ đồ nữa là trông phong cách nó hơi thể thao. Đấy, trong phong cách nó hơi thể thao, trông nó hơi tay đua một chút. Đấy, nó sẽ có số 92 trong áo, đeo găng các thứ, trông thể thao. Chắc là tôi nghĩ bộ này nó sẽ liên quan đến bóng chày các kiểu gì đấy. Thì đây là ba cái bộ trang phục mà sẽ xuất hiện ở trong những thẻ buya tiếp theo, đến bộ trang phục chủ đạo. Thì tất nhiên bộ trang phục này nó sẽ chưa đầy đủ hết, mà nó sẽ còn liên quan đến những cái hiệu ứng đi kèm các kiểu nữa. Thì cũng chưa biết là thứ tự bộ trang phục như thế nào.
Đấy, bây giờ tháng 4 thì có thể nó sẽ là bộ siêu anh hùng hay chăng. Xong rồi tháng 5 thì nó mới là bộ đi biển. Đấy, cái bộ mà cá đại dương chắc là phải đi biển đúng không? Đấy, cũng có thể. Đấy, chưa biết rồi anh em ạ. Ok, thì đó là một số thông tin mang đến cho anh em trong video này liên quan đến OB39. Cảm ơn anh em theo dõi video này. Thôi, công nhận là bây giờ từ ngày lên rank huyền thoại bắn dễ hẳn. Từ ngày rank huyền thoại bắn dễ hẳn luôn, không hiểu rank huyền thoại kiểu gì anh em ạ. Đơn giản vãi trưởng. Hai trận nào thắng trận đây, thậm chí là còn giết là có 2-3 mạng thắng luôn. Đừng quên like, subscribe kênh của Riaki. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong video sau nha. Bye bye.